Đây là chương trình phát thanh của Quyền Xuân Lộc, phát trên sóng FM tần số 94.6 MHz. Đây là chương trình phát thanh của Quyền Xuân Lộc, phát trên sóng FM tần số 94.6 MHz. Tính cực hot đây. Mọi người đã biết gì chưa? Hyundai Ngọc Phát đang có chương trình siêu khuyến mãi cuối năm, mua xe không lo thuế. Ngọc Phát sẽ hỗ trợ 100% phí trước bạ dành riêng cho dòng xe Grand i10 và Santa Fe. Áp dụng khách hàng tại tỉnh Đồng Nai và ưu tiên cho 30 khách hàng đầu tiên. Áp dụng duy nhất trong 4 ngày từ 26 tháng 11 đến 29 tháng 11 năm 2020. Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ hotline 0908 97 2299. Hyundai Ngọc Phát, sự tận tâm nuôi dưỡng mối quan hệ bền vững. Tính cực hot đây. Mọi người đã biết gì chưa? Hyundai Ngọc Phát đang có chương trình siêu khuyến mãi cuối năm, mua xe không lo thuế. Ngọc Phát sẽ hỗ trợ 100% phí trước bạ dành riêng cho dòng xe Grand i10 và Santa Fe. Áp dụng khách hàng tại tỉnh Đồng Nai và ưu tiên cho 30 khách hàng đầu tiên. Áp dụng duy nhất trong 4 ngày từ 26 tháng 11 đến 29 tháng 11 năm 2020. Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ hotline 0908 97 2299. Hyundai Ngọc Phát, sự tận tâm nuôi dưỡng mối quan hệ bền vững. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên may mặc Ngày Vinh Quang là công ty chuyên sản xuất hàng may mặc để xuất khẩu. Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty cần tuyển dụng công nhân viên ở các vị trí sau: công nhân may, công nhân ủi, công nhân kiểm hàng, công nhân cắt, công nhân phụ, công nhân thời vụ, nhân viên bảo trì máy may. Thời gian làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, đảm bảo thu nhập trên 6 triệu đồng một tháng. Ngoài ra còn có các khoản phụ cấp, chuyên cần 260.000 đồng, phụ cấp đời sống 300.000 đồng, phụ cấp con nhỏ, phụ cấp phụ nữ, phụ cấp bậc ABC. Thưởng Tết, tối thiểu 1 tháng lương cơ bản. Địa chỉ công ty, tổ 17 ấp 5 xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, đối diện cây xăng Phước An, gần chợ Xuân Đà. Mọi thông tin tuyển dụng xin liên hệ 02513 758 899, gặp Trang hoặc Huệ. Xin cảm ơn. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Huyền Xuân Lộc, phát trên sóng FM tần số 94.6 MHz. Chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668.